Trước khi đến với những tiết mục đặc sắc của đêm nay thì chúng tôi cũng có nhận được một thông tin là có một vị khán giả đã gắn bó rất là nhiều năm với sân khấu kịch Hồng Vân, thì chị nói là chị có một món quà muốn gửi đến sân khấu kịch Hồng Vân. Bà Vân xin được mời vị khán giả ấy lên sân khấu ngay bây giờ. Xin mời chị Hân ạ. Em xin được cảm ơn. Có hoa rất đẹp, rất là hoành tráng mà chị Hân đã mang đến sân khấu kịch Hồng Vân ngày hôm nay ạ. Còn một người cũng rất là đặc biệt nữa đúng không anh Long Nhật? Một vị khách tiếp theo mà Long Nhật muốn mời lên sân khấu ngay bây giờ đây. Rất là trẻ quý vị, đam mê kịch nói ghê lắm. Anh là một nhà thiết kế thời trang áo dài rất đẹp với những mẫu thời trang rất là nổi tiếng. Bao nhiêu năm qua anh đều là người tài trợ cho chương trình các vở kịch của kịch Hồng Vân. Chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu ngay bây giờ nhà thiết kế áo dài Minh Châu. Trân trọng kính mời Minh Châu. Thật hạnh phúc khi có những khán giả luôn quan tâm và gắn bó với sân khấu như vậy. Và chúng tôi xin được mời những người đứng đầu sân khấu kịch Hồng Vân sẽ cùng bước ra đây để nhận những món quà này từ hai vị khán giả. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải và nghệ sĩ Anh Vũ ạ. Bây giờ thì xin mời chị Hân. Chị Hân sẽ gửi món quà này đến chị Hồng Vân ạ. Và đây, thưa quý vị, đây chính là chiếc bánh kem mà nhà thiết kế áo dài Minh Châu cũng chuẩn bị để dành tặng cho sân khấu kịch Hồng Vân trong đêm nay. Vỗ tay quý vị ơi, vỗ tay lớn lên nào. Để chúng mình sinh nhật lần thứ 15 của chúng tôi. Và nghệ sĩ Tú Đức Hải sẽ nhận chiếc bánh kem kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 của sân khấu ạ. Và chúng tôi cũng xin được dâng những món quà đặc biệt này lên bàn thờ tổ. Long Nhật cũng xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Như Hồng Vân nè, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, danh hài Anh Vũ, chị Hân, nhà thiết kế Minh Châu và cùng với Úc Thanh Vân và Long Nhật, chúng ta cùng lên dâng hương bàn thờ tổ nghiệp. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự ngày hôm nay á, bản thân tôi quá xúc động. Quý vị có tưởng tượng được là diễn viên có khi đông hơn khán giả nữa. Hiện giờ ở trong hậu trường là không có chỗ để đứng nữa chứ không phải là ngồi. Tất cả các bạn từ những diễn viên đã thành danh, rồi các bạn diễn viên trẻ, rồi các học sinh của công ty, các bạn đều tề tụ về đây để mà có thể lệ tổ, dâng lên tổ những cái thành quả của mình trong suốt thời gian mình đã theo nghề. Vâng, không biết nói gì hơn là ngày hôm nay đầu tiên là Vân xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với sân khấu kịch Hồng Vân 15 năm nay. Sau nữa là Vân xin cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã đồng hành với sân khấu cùng với các bộ phận hậu đài âm thanh ánh sáng. Các anh chị đã theo sân khấu đúng 15 năm. Còn một điều nữa thì Vân cũng xin phép Hân ha, xin phép Hân là bánh kem thì Vân dâng lên tổ, còn bó hoa này thì Vân xin phép là Vân được tặng. Coi như vợ chồng Vân là anh Tuấn Anh với lại là Vân cũng xin phép là được tặng cái bó hoa này cho bậc sinh thành đó Vân. Nhờ bố mẹ mà hôm nay mình mới có mặt ở đây. Mình mới được. Nghệ sĩ Minh Châu Hồng Vân đang gửi tặng bó hoa đến người bậc sinh thành của mình. Quý vị thấy nghệ sĩ Châu Vân sướng không? Một người nghệ sĩ tài hoa nổi tiếng được khán giả cả nước cũng như kiều bào nước ngoài yêu thương, đến giờ phút này vẫn còn đầy đủ cha mẹ như thế này. Chắc quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Xin được cảm ơn hai bác ạ. Xin được hỏi chị Hân là chị theo sân khấu kịch Hồng Vân tới nay là nhiêu năm rồi, chị còn nhớ không? Từ lúc sân khấu mới thành lập là mình đã đến đây xem tới bây giờ cũng 15 năm. 15 năm, một chặng đường rất dài. Vậy thì ngày hôm nay tại sao chị lại có cái quyết định là chị sẽ tặng một món quà này không chỉ riêng cho chị Hồng Vân mà là cho cả sân khấu kịch Hồng Vân ạ? Tại sao ạ? Thì cũng như chị Diệp vừa chia sẻ là chị cũng là khán giả đây lâu năm và tất nhiên là chị cũng có những cái quan tâm tới hoạt động của sân khấu. Và được biết là năm nay là sinh nhật tròn 15 năm. Chị muốn liên lạc với sân khấu để gửi một cái bó hoa này đến với mong muốn là chúc toàn thể diễn viên có sức khỏe, trẻ đẹp để luôn có những cái vở diễn hay,
phù hợp với mọi lứa tuổi để đáp lại lòng yêu mến của khán giả. Em cảm ơn chị. Chị Vân, dường như chị Vân không muốn nói gì. Dạ. Dường như chị Vân dường không có, nói là Hân sắp khóc rồi. Dạ. Và bây giờ Lâm Nhật sẽ mời nhà thiết kế Minh Châu. Cái cảm xúc của Minh Châu tối nay như thế nào khi em ngồi ở đây để dự cái lễ giỗ tổ trang trọng của ngành sân khấu Việt Nam tại sân khấu kịch Hồng Vân như thế này? Và được biết em là một cái khán giả rất là trung thành và một nhà thiết kế thời trang luôn luôn tài trợ cho chúng tôi với những trang phục truyền thống đẹp nhất. Xin mời nhà thiết kế Minh Châu. Đầu tiên thì cho em cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến anh cũng như là cô Hồng Vân cũng như toàn thể sân khấu kịch Hồng Vân đã tạo cơ hội cho em đến đây cũng để được nói chuyện với các khán giả trong sân khấu chương trình ngày kỷ niệm 15 năm ngày thành lập sân khấu kịch Hồng Vân cũng như là kỷ ngày giỗ tổ của sân khấu. Thật sự thì khi được đứng trên sân khấu và hôm nay còn được vinh hạnh để còn được gửi một phần bánh kem để dâng lên tổ, thì thật sự con rất cảm ơn cô đã cho con một cơ hội vinh hạnh này. Thật sự thì em đến với sân khấu thì từ khi em còn là một đứa rất là bé. Thì cô Hồng Vân là một người mình của thứ nhất là Châu rất là ngưỡng mộ bởi vì về tài năng, cách đạo đức sống của cô. Thì khi gần tiếp xúc thì cô thì cái cách cư xử của cô đã làm mình cảm nhận cô như một người mẹ. Chính cái điều đó thì làm cho mình khi mình được may mắn được làm cái nghề là nghề áo dài và được gặp cô và được chờ cô cho mình được cái cơ hội để đồng hành cùng sân khấu kịch trong những năm qua. Thì đó thứ nhất là ngoài một sự kiêu hãnh. Thì hôm nay đến đây với sân khấu này, ngoài lời chúc là sân khấu kịch Hồng Vân luôn ngày ngày càng phát triển mạnh hơn, vững hơn, các sư diễn viên ngày ngày càng có những đức đột phá, thì sân khấu kịch luôn tồn tại và phát triển. Quý vị ơi, riêng Châu có nói là khán giả của sân khấu Phú Nhuận, nhất là mấy cô mà cỡ tuổi của Vân á, nếu mà đây nè, đồ của Châu hết luôn á, thì cô nào mà có cái nhu cầu mà may thì Châu sẽ giảm tối đa luôn với cái mẫu, những cái mẫu áo dài của Châu. Khoan, cho Lâm Nhật hỏi thêm Minh Châu một tí nữa thôi. Là ngày hôm qua anh có tâm sự với em chút xíu là vì sao mà em ưa thiết kế cho những cái người phụ nữ thành đạt lớn tuổi như vậy? Có một chút gì liên quan tới mẹ ở nhà không? Thật sự thì đối với Châu, trong cuộc sống này mẹ Châu luôn là số 1. Vì vậy từ khi mà bắt đầu Châu hình thành áo dài thì mẹ là một hình mẫu để Châu làm những chiếc áo dài. Thì đặc biệt là những chiếc áo dài trung niên. Dạ. Cảm ơn mọi người. Thầy Đức Hải ơi, với lại anh Vũ ơi, ngày hôm nay cảm xúc của mình sao? Nó có giống như những đêm diễn bình thường không ạ? Cảm ơn ông Thanh Vân. Kính thưa quý vị khán giả, trước hết cho Đức Hải được bộc bạch đôi lời là lời đầu tiên là xin được cảm ơn ba mẹ của Hồng Vân đã sinh ra cô Hồng Vân rất là tài năng và xinh đẹp. Từ ngày tôi vào Sài Gòn năm 2000 thì ngay năm 2001 là Hồng Vân đã có lời mời là anh em mình hợp tác với nhau từ những vở đầu tiên. Và điều đó làm cho tôi vợi nhớ đi, vợi đi nỗi nhớ Hà Nội, bởi vì ở đây là dựng những cái vở kịch Bắc. Thế và lời thứ hai là cảm ơn Hồng Vân đã hợp tác, chúng ta hợp tác với nhau cả một quãng đường khá dài. Cảm ơn các nghệ sĩ đã cùng nhau đứng trên sân khấu này và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chúng tôi, mà nói đúng hơn là đã nuôi sống chúng tôi những tháng ngày qua. Cảm ơn những đồng nghiệp, trong đó có cảm ơn Minh Châu. Bạn đã rất nỗ lực tài trợ trang phục cho tất cả các vở, cho các nghệ sĩ. Tôi vẫn phải phê bình bạn vì bạn tài trợ chưa thật đầy đủ. Nếu mà lần sau bạn tài trợ có cả tóc giả nữa thì tôi rất cảm ơn bạn. Chúng tôi thiếu tóc giả mà. Còn riêng bản thân anh Vũ thì anh Vũ là phải là một người chị Vân như một người thầy, một người chị, một người bạn của anh Vũ gì đó, giống như là một tổng đài 1080 của anh Vũ vậy đó. Có chuyện gì mấy chị em, hai chị em đều tâm sự với nhau. Và anh Vũ có mặt ngay những ngày đầu thành lập sân khấu kịch Phú Nhuận, bây giờ là sân khấu kịch Hồng Vân, năm 2001. Anh Vũ nhớ vai diễn đầu tiên mà lúc đó anh Vũ bệnh, chị Vân đã giao cho một cái vai rất là nhỏ để anh Vũ vừa giữ bệnh và vừa được diễn, được cách xê để chữa bệnh nữa, là cái vai vở diễn Đóa Hồng Gai, đúng không chị? Và cái tình cảm của chị lúc nào cũng trôi lọc anh Vũ rất là nhiều. Và phải nói rằng khi nào số cái Hồng Vân còn là còn có anh Vũ lúc nào cũng đứng sát cánh bên chị Vân.